Xin chào mọi người, tiếp tục video hôm nay mình sẽ gia công trục tải của những hộp số máy. Mình không rõ là ở hộp số của xe gì, nhưng mà theo anh khách thì tìm mua rất là hiếm. Và đây là trục mẫu. Lần này mình sẽ sử dụng phôi thép là SKD61 để gia công trục, giúp gia tăng độ bền trong quá trình vận hành cũng như là nhiệt luyện. Bây giờ mình sẽ tiến hành tiện các kích thước lớn hơn kích thước chuẩn của trục, khoảng từ 0,2 đến 0,5 mm. Vì khi xử lý nhiệt sẽ bị co giãn đồ vật, kích thước có thể bị thay đổi, nên các kích thước phải lớn hơn để gia công lại sau khi xử lý nhiệt. Phôi thép SKD khá cứng và sinh nhiệt nhiều trong quá trình gia công, nên cần phải làm nguội bằng dung dịch. Bước tiếp theo mình sẽ tiến hành phay răng trên trục. Gieo phay răng này mình đã mài sẵn theo biên dạng của răng mẫu. Còn cách căn chỉnh tâm thì mình đã hướng dẫn ở những video trước.
Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách chỉnh tâm ở mặt trên của trục để khoan lỗ. Ở đây mình dùng dụng cụ lấy tâm có đường kính là 12mm, có đỉnh nhọn. Trục răng này có kích thước 22mm, chia đôi sẽ bằng 11. Và mũi lấy tâm có kích thước là 12mm, chia đôi sẽ bằng 6. Cộng bán kính của trục và mũi lấy tâm sẽ bằng 17mm. Như vậy là mình sẽ chạm mũi căn tâm vào trục và quay thêm 17mm nữa là tâm sẽ vào giữa của trục. Sau khi khoan và phai rãnh xong, mình sẽ phai răng để gắn nhông tải còn lại. Cách hèn và mài mũi dao mình đã hướng dẫn ở video trước, các bạn có thể tham khảo lại. Phai xong mình sẽ đem đi xử lý nhiệt. Và đây là trục mình đã xử lý nhiệt về. Bây giờ mình sẽ tiến hành mài lại các kích thước chuẩn của mẫu.
Ok, như vậy là mình đã gia công xong trục. Độ bền của trục còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố nhiệt luyện. Mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có góp ý hoặc thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới. Cảm ơn các bạn. Bye bye.